kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc trước thông tin người đàn ông trung niên lợi dụng người phụ nữ tật nguyền bán vé số lơ là đã tráo đổi hơn 500 tờ vé số rồi mang đi bán lấy tiền tiêu. Đáng nói hơn, nạn nhân là người phụ nữ mất cả hai chân hai tay, là đối tượng yếu thế trong xã hội, hàng ngày phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng trinh sát đã lên kế hoạch truy tìm. Sau khi khoanh vùng được đối tượng thì bám sát, chờ thời cơ ra tay tóm gọn. Được biết, đây không phải lần đầu đối tượng dùng chiêu trò tráo vé số đã dò để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hành trình tóm gọn kẻ tráo hơn 500 tờ vé số qua lời kể của trinh sát. Ngày 27 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến hành lập hồ sơ để xử lý đối với Phạm Ngọc Vinh, 52 tuổi, quê Quảng Ngãi, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kể về quá trình truy bắt Vinh, kẻ tráo hàng trăm tờ vé số của người phụ nữ khuyết tật không tay không chân, Trung tá Ngô Võ Hoài Nhân, đội trưởng đội hình sự Công an thành phố Biên Hòa cho biết, đây là vụ việc được dư luận quan tâm và bức xúc vì nạn nhân là người khuyết tật yếu thế. Sau khi nắm thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo quyết liệt yêu cầu Công an thành phố Biên Hòa phải nhanh chóng truy bắt bằng được nghi can. Lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa chỉ đạo và đội hình sự Công an thành phố Biên Hòa đã huy động tối đa lực lượng vào cuộc. Các trinh sát nhanh chóng làm việc với bị hại để thu thập thông tin, đặc điểm nghi can, một mũi khác thu thập hình ảnh camera của nhà dân và trên tuyến đường giao thông để tìm dấu vết. Trung tá Nhân kể lại, khi thu thập được các nguồn tin, chúng tôi xác định nghi can rất chuyên nghiệp nên có sự chuẩn bị rất kỹ để xóa dấu vết trong quá trình lẩn trốn như mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín và đặc biệt là tháo biển số xe. Nghi can chọn đi những con hẻm nhỏ để tránh sự phát hiện của lực lượng truy tìm. Sau khi đánh giá các thông tin đã thu thập, lực lượng hình sự xác định nghi can di chuyển sang hướng tỉnh Bình Dương, tuy nhiên đến đây dấu vết của kẻ lừa đảo đã mờ. Các trinh sát cũng bố trí lực lượng chốt chặn ở điểm giáp danh thành phố Biên Hòa với tỉnh Bình Dương và đảo trên các tuyến đường để thực hiện truy tìm với quyết tâm bắt cho bằng được kẻ này. Đánh giá khả năng đối tượng sẽ tái diễn hành động cũ nên công an đã rà soát các điểm bán vé số của người già, tàn tật và bố trí các trinh sát theo dõi. Trong quá trình đeo bám, nghi can thường xuyên quan sát phía sau. Khi đến chợ Lái Thiêu của thành phố Thuận An, Bình Dương, nghi phạm đến đại lý vé số cầm sấp vé số để bán thì trinh sát bắt quả tang. Trước đó, ngày 25 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai phối hợp Công an phường Tân Tiến đang tập trung truy xét điều tra vụ bà Lê Thị Thuận, người phụ nữ không tay không chân bán vé số trên đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Lạc Cường thuộc khu phố 2 phường Tân Tiến, bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới bằng vé số cũ. Sau khi nhận được tin báo, Công an địa phương phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc và lời khai của nạn nhân. Công an cũng trích xuất camera tại ngã tư Lạc Cường và dọc tuyến đường Võ Văn 6, Phạm Văn Thuận để làm rõ chân dung đối tượng. Biết thông tin người phụ nữ khuyết tật vừa bị kẻ gian lừa tráo hàng trăm tờ vé số, nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ. Ngoài ra, khi biết hoàn cảnh của chị, nhiều người cũng đã góp tiền ủng hộ chị để trả tiền gốc cho số vé đã bị đánh tráo. Không ít người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu đạo đức của đối tượng, sẵn sàng ra tay với cả người phụ nữ khuyết tật, không có sức chống cự, phải dựa vào việc bán vé số để sinh sống qua ngày. Trong khi đối tượng là người có sức lao động, hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng công việc chính đáng, thế nhưng vì ham chơi lười làm, lại sa chân vào con đường vi phạm pháp luật. Nạn nhân trong vụ việc là bà Thuận, người phụ nữ đáng thương với hình hài không lành lặn, không tay không chân, không biết chữ, sống bằng nghề bán vé số ngay ngã tư Lạc Cường, khu phố 2 phường Tân Tiến nhiều năm nay. Theo bà Thuận, sáng cùng ngày, bà bán vé số bên lề đường Dương Tử Giang, gần ngã tư Lạc Cường như mọi khi. Lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác màu nâu đến hỏi mua vé số. Thời điểm này, sấp vé số còn nguyên 840 tờ để trong giỏ sách, nên bà Thuận nói người này tự mở giỏ để lấy vé. Một lúc sau, người đàn ông lấy 8 tờ và đưa tờ 200.000 đồng. Trong lúc bà Thuận thối tiền thừa, người đàn ông bỏ một sấp vé số khác, cùng đài Tiền Giang nhưng khác ngày, vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe rời đi. Sau đó, bà Thuận lấy vé số trong giỏ trải lên bày bán. Khi một khách hàng đến mua vé số, mới phát hiện toàn bộ sấp vé số là số cũ ngày 30 tháng 4 năm 2023. Bà Thuận khóc, tôi đâu biết chữ, nghe khách nói mới biết mình bị lừa. Bà Thuận đã trình báo với Công an phường Tân Tiến. Đây là lần thứ tư bà bị người khác giật vé số và tráo đổi vé số mới bằng vé số cũ. Tại trụ sở công an, Vinh thừa nhận đã lừa chiếm đoạt sấp vé số của bà Thuận khoảng 522 tờ. Đối tượng khai, do mê chơi cá độ bóng đá nên thua tiền, lại không có việc làm nên Vinh nợ nần nhiều người. Để có tiền chơi cá độ và trả nợ nên Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của người tàn tật, người già để bán lại lấy tiền trả nợ. Sáng ngày 24 tháng 9, Vinh đi xe máy SH1 từ quận 12, mang theo gần 500 tờ vé số đã sổ những ngày trước đó xuống khu vực thành phố Biên Hòa với mục đích đánh tráo cho những người bán dạo.
Khi đến góc đường Dương Tử Giang, phát hiện chị Thuận bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số một mình nên Vinh dừng xe bên cạnh, hỏi mua 8 vé số và trả tiền. Lúc này Vinh nhanh tay đã tráo đổi 470 tờ vé số đã sổ mang theo để lấy 522 tờ vé số mở thưởng ngày 24 tháng 9 của chị Thuận. Sau đó tẩu thoát về bán lại cho một quầy vé số ở thành phố Thuận An, Bình Dương, được hơn 4,2 triệu đồng. Lúc đầu nạn nhân khai là bị tráo hơn 800 tờ vé số. Ngoài ra đối tượng còn khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự, Vinh đã lừa chiếm đoạt số vé số của 3 người khác tại thành phố Biên Hòa với tổng số hơn 1.000 tờ vé số. Ngoài Đồng Nai, Vinh còn thừa nhận đã lừa đảo một số vụ khác tương tự, ước tính hơn chục vụ. Nạn nhân mà kẻ này nhắm đến là những người già, người tàn tật bán vé số trên các tuyến đường. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ một số nạn nhân bị Vinh tráo vé số. Nam thanh niên cướp vé số của người tàn tật gây phẫn nộ, công an truy tìm. Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 12 giờ 45 ngày 21 tháng 8 năm 2022, khi một người tàn tật đang bán vé số ở vỉa hè trên đường Đất Thánh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, thì nam thanh niên đi xe máy dừng lại giờ vừa mua rồi bất ngờ giật sấp vé số rồi bỏ chạy. Nạn nhân bị cướp vé số là ông Trịnh Văn Hiệp, 50 tuổi, ngụ Bình Dương, bị teo cơ bẩm sinh phải đi bằng nạng. Sau đó người bán vé số tàn tật chống nạng đuổi theo nam thanh niên và chi hô trong vô vọng. Người dân buôn bán ở hai bên đường chạy đến hỗ trợ người bán vé số nhưng nam thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát. Đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Một người bình luận, thanh niên chân tay lành lặn nhưng lại đi cướp của người tàn tật. Cuộc đời của anh ta sẽ chẳng nhận được điều gì tốt đẹp. Tài khoản Leslie chia sẻ, nhìn thấy thương chủ bán vé số quá. Nhiều tài khoản mong cơ quan chức năng và cộng đồng mạng tìm ra kẻ cướp vé số của người tàn tật để xử lý thật nặng. Người phụ nữ dùng vé số giả lừa bé gái bán vé số dạo. Ngày 18 tháng 8, tin từ Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người bán vé số dạo. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 24 tháng 7, lợi dụng bé NDPL, 11 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, đi bán vé số một mình trên đoạn đường thuộc ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ. Bà Lê Thị N, 61 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nảy sinh ý định lừa đổi vé số giỏm. Bà N dùng tờ vé số đã cắt dán sửa đổi dãy số từ tờ vé số không trúng thành tờ vé số trúng giải 8 theo kết quả của công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng ngày 23 tháng 7 để nhận số tiền 100.000 đồng. Để không bị bé L nghi ngờ, bà N mua 5 tờ vé số mới của L và nhận thêm 50.000 đồng từ tờ vé số đã cắt sửa để trúng giải 8, 100.000 đồng nêu trên. Hôm sau, ngày 27 tháng 7, bé L phát hiện tờ vé số đã được cắt dán nên gọi người nhà trình báo công an. Sau đó, bà N đã được đưa về trụ sở công an xã Tân Mỹ để làm rõ. Tại đây, bà N thừa nhận hành vi vi phạm nói trên. Công an xã Tân Mỹ tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N 2,5 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Có thể thấy các nạn nhân trong vụ việc trên đều là những người yếu thế. Khi chứng kiến vụ việc, nhiều người không khỏi bày tỏ sự phẫn nộ với các hành vi mất đạo đức này. Mọi người cần lưu ý và cảnh giác để tránh trở thành con mồi cho bọn chúng. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ và có các chế tài để răn đe loại tội phạm này. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.